Dạ, chắc cũng thay mặt cho chính quyền địa phương thì cũng báo với tất cả các chị em trong cái đoàn Phật tử từ thiện của xã Khánh Hội và một số địa phương bạn hôm nay là về thăm cũng như là hỗ trợ cho gia đình của anh Tám Công. Điều kiện là cái chị Tám thì cái bệnh là tai biến cũng nhiều năm, có thằng con thì cũng bị tai nạn gãy chân đó. Và cái điều kiện gia đình thì rất là khó khăn. Còn hôm nay thì nói chung là được sự quan tâm cũng như là cái mà hỗ trợ của cái đoàn từ thiện của chùa Phước Long Cổ Tự, rồi tất cả các em, các chị em Phật tử của Khánh Hội và các xã kia, các xã lân cận về đây, thì trước nhất thì cũng thay mặt cho đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc là cũng xin ghi nhận tấm lòng của tất cả các chị và để đến hỗ trợ cho gia đình của chỗ anh Tám Công. Thì cũng mong rằng là trong thời gian tới thì đối với địa phương thì cũng còn rất nhiều cái trường hợp khó khăn cũng như gia đình anh Tám, thì mong rằng đối với cái đoàn từ thiện của các chị thì cũng quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Thì đối với chỗ gia đình anh Tám thì hôm nay thì chỗ thay mặt cho ủy ban mặt trận Tổ quốc thì cũng ghi nhận và cũng hứa là sẽ tiếp tục giúp đỡ cũng như là tạo điều kiện cho gia đình anh Tám cũng như là sử dụng cái đồng tiền hỗ trợ của các chị là đúng cái mục đích, là điều kiện giúp đỡ gia đình điều trị bệnh cho chỗ chị Tám, rồi cũng như là cái điều trị bệnh cho chỗ em Hoàng đó, cũng như là cái điều kiện khó khăn của gia đình. Thì chắc một lần nữa thì xin thay mặt cho đảng ủy ban, ủy ban chợ Tổ quốc xin ghi nhận như tấm lòng cảm ơn tất cả các anh chị trong cái đoàn từ thiện hôm nay. Cái phần của anh Lận xong, giờ như tới cái phần của chị em của em. Chị em của em là Phật tử Khánh Hội với đóng góp vô danh sách này là với các anh chị em Mạnh Thường Quân cũng là góp phần ở trong số tiền trong danh sách. Bây giờ em xin đọc những người mà có mặt ở đây gửi tiền vô đây với Mạnh Thường Quân gửi cho em, là em đọc hết trong danh sách này cho bà con với mấy anh biết. Thanh Nhã, con bác sĩ Thảo là 1 triệu. Lan Anh, con Thí Dựa Mực 1 triệu. Hữu Hiệu, phường 5 Cà Mau 550. Nhi, con anh Nam Minh 500. Vợ Chí Phương Dựa Mực 500. Kim Anh, ấp 3, Nguyễn Quýt 500. Lạnh Bời Tập Quá, đội 1 500. Hải Thủy 500. Chị Nhu Xăng Dầu Thanh Ngân 500. Bé Bảy Mỹ Phẩm 300. Thanh Phương Sài Gòn 300. Bích 300. Nhà Nghỉ Di Na U Minh 200. Cô Giáo Mai 200. Tiệp Xe Tải 200. Nguyệt Thị Trấn U Minh 200. Vợ Chí Thanh Dựa Cá 200. Chị Hằng Xốp Quần Áo 200. Quang Gương Tiệm Nhôm 200. Phương Đồng Hồ, Quyên Phương Đồng Hồ 200. Viên Vé Số 200. Vợ Tài Thiên Tàu Tải 200. Thì Hai Sang 200. Trang Hai Xiến 200. Mãi Mãi Hải 200. Chúc Mạnh Dựa Mực 200. Quận Trang Lung Ganh 200. Viện Uống Tóc 200. Thao Nguyễn Cà Mau phường 7 200. Thi 200. Vợ Tư Lạc 200. Diệu Non 200. Chị Sáu Bình bán bánh chuối 200. Ken 50. Dựa Cá Phú Dương 100. Quách Hồng Mụi Cà Mau Hồng Mụi 100. Tiếng Bánh Mì 150. Bạn của chị Nhu là 200. Ngân con chị Nhu là 200. Vợ
Diễm vợ Lâm 200, Nguyễn Trường Minh 200, chị Sơn Dấn Cục 100, chế Hai Bía 200. Rồi cái phần đó là còn ở gia đình ở bây giờ như cái gia đình này là ở Malaysia. Malaysia nước ngoài là 2.650.000. Tập thể giáo viên trường Khánh Lâm 800, là tổng số tiền là 15.600.000. Rồi cái phần của viên cái số. Viên vé số này á, cổ cái tâm cũng rất là tốt, như cổ hàng ngày đi bán vé số lụm. Là cổ lụm được cái tiền đó. Lâu nay tích lũy dành dụm rồi được 200. Là nãy nó có 200 rồi, giờ 200 nữa. Dạ. Bây giờ chị Nhu giao số tiền là nãy tôi ghi con của em quá này trường. Là bây giờ 15 triệu phải không? 15.600.000. Bây giờ em bỏ 200 đi cho chẳng 16 triệu nè. Cho 16 triệu. Đó, chị giao cho anh 8-16 triệu đó. Rồi còn ban lấy để mình ăn. Cái này là bắt đầu mấy chim ở ngoài rồi gom lại đi. Còn cái phần gạo này là chị Hai Cam với chị Trung với chị Xíu là ba phần gạo này. Cái phần này thì rồi cái phần này của ai Kim Anh? Cái đó là nhà sách Bạch Đằng á chứ. Nhà sách Bạch Đằng là ở Khánh Lâm. Là một phần quà. Còn cái phần này phần này để cho cái bánh lấy cái phần bì này là bạn em ở bên bạn đây đó, tại phải đọc lại cho đó 50 đó. Cho nên là 2.650 này là gửi riêng cho cô. Đó ghi trong này luôn là 16 triệu chẵn đó. Đây. Rồi tập trung đây anh đếm đi đúng 16 triệu không? Đếm đi. Thôi trời ơi. Dạ, như số tiền là như được giúp gia đình đó. Còn những người đó đi theo đây thì mỗi người cái phòng bì. Không có, cái này trong này cũng có tiền, trong này ghi gọi này ghi rồi. Còn không có sao không kịp đâu, không ghi không kịp. Ai ghi thì ghi, người ta đưa sao. Đứa em cô ghi rồi, mẹ này của con tôi đã gửi. Chế ơi, sao em không nghe chứ đọc không dịu quá nha. Trời dịu non đó. 1, 2, đừng có đọc sót người ta là không có được đó. 2, 3, 4, 5, xin lỗi. Cái phần này là trong phần tiền đó luôn hả vậy? Không, cái này ghi hả? Dạ. Cái đó 16 triệu, còn này cái đó ghi. Dạ, ta đi trễ đó, ta gọi trễ, ta đến, ta trực tiếp, ta nhìn cho phần này. Chúng mình người đây sao? Không có bố tên luôn cho biết. Không có biết tên không? Đâu cần ông trả đâu cần ông trả. Thôi mặt chỗ ba cho là anh Tám cũng nói lên lời gì đó. Rồi đi cho tôi lên. Rồi đứng đi tao quên khuyên rồi chứ. Anh Tám với chị anh Tám. Ở đây nói chung là Phật tử. Phải ngồi đi, ngồi đi. Không có tự là rất là nhiều. Không bị không. Đừng nhé. Không để nói lên vậy chứ. Người ta mới hiểu là từ đâu mà có cái chuyện này chứ không phải nói. Nói lớn anh Tám. Ta lớn cho ta quay. Nói cho ta. Bổn đạo ở Phật tử đến Phật tử không nói Phật tử nghĩ sao nói vậy người ơi giúp đỡ cho gia đình tôi rồi con tôi hoàn cảnh khổ tôi cũng thành thật cũng biết ơn cái đoàn bổn đạo người địa phương. Ê cái viết đâu vậy? Thôi viết luôn đi. Năm bánh mì. Nhờ đánh cái ga cái viết á. Rất là cảm ơn. Thành cảm ơn buổi anh có nói gì đó. Đạo ở nói gì đó. Nói gì đó. Có nhiều quá gì đó. Đúng rồi, làm buổi nước ngoài này cảm ơn ta nghe. Cái gì nói là gia đình nha. Gia đình. Yuki Ki. Là ở Mã Lai. Đó, chú nói đi. Gia đình có Yuki Ki ở nước ngoài. Cảm ơn lòng tốt mà giúp dẫn con. Giúp cho em biết chúng tôi là để khóc nghe coi chứ nói cho các bạn thôi. Thôi thôi. Nó được rồi. Nó được. 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 Anh Điền có nói gì không? Cảm ơn tất cả các quý vị nghe mà nhớ tháng sau đi xuống ấp 8 với Tương Chiến. Ấp 8 ở đâu? Nằm ở đâu? Hơn gia đình này nữa. Nếu mà đủ duyên nữa thì gặp. Thì bữa nào có cho hai cái ngày thì tụi em sắp xếp cho anh. Qua bảo đi. Xin hỗ trợ cho gia đình dỗ chú Tâm Báo là một bao gạo. Bà già mới mất là gia đình rất là khó khăn. Cái người chết ở đâu chú? Trong kinh 92. Mình giúp mình á. Mất hơn 10 giờ mà gia đình. Bao gạo thôi. Không.
bây giờ tức thời bây giờ trong này là em gửi 200 là mua gạo rồi, rồi có ai có đóng góp thì đóng góp 200 để mua gạo trước đi rồi mình cho con mượn 100 luôn, gửi 200 đi bây giờ đó. Đếm này, đếm bao nhiêu gạo mua gạo tôi đi đem luôn đó luôn à. Có 200 rồi, có 300 rồi, có em 300 luôn đó. Rồi chị Nhu 300. Rồi em chị Nhu là đó. Đi, đi. Cái này cái bằng phát sinh đưa em nguyên cảm ơn. Ủa vậy? Mua hoặc được. Như đó. Vui quá. Con nữa rồi từ từ quay. Con nữa. Đổi đi, bán mì. Đổi đi. Gia đình bây giờ cho xin trăm cho là hai triệu vậy. Hai triệu cho nó về của chế đi ha. Thay mặt chỗ gia đình cho 2 triệu luôn. Thay mặt chỗ gia đình chỗ chú Năm Báo thì cho thành rất là cảm ơn cho số tiền này. Tôi hứa là tôi sẽ mua một bao gạo đủ thôi, bao gạo 100 ký, còn nhiêu là còn lại số tiền tôi sẽ giao cho gia đình Năm Báo. Gạo 50 ký được, em bao gạo có 5 ký. Thằng lâu quá nó bốc. 50 rồi. 50 ký. Đủ. Gia đình đông không? Đủ qua ngày đó mà thôi. Đám hai gì được phải 100 ký mới đủ. Gia đình đúng khổ lắm. Vậy là trăm mấy anh chim quê. Bà già của chú vậy là mấy đó mà tại giờ mất hơn 10 giờ. Bà nội khởi. Đó mà trong nhà chú nói trong ngay cặp chiều liên tám. Nãy mới nghe ngoài nhà lần nè. Bây giờ mình cũng đi đám ma mình gửi tiền là được. Không còn chỗ gì mai là khỏi gửi, phải đi đám ma. Rồi thôi rất cảm ơn nha, chú thì tôi xin tạm tặng tay. Để em nói với gia đình đây. Anh Tám một cũng như á, vậy thường thường ta nói người tàn chứ không phế, nhưng mà mình sống á ở đây á, ở cô bác bình thường thì ai này nãy nó sống, nhưng mà lúc khổ sở á là anh tìm đến em, thì em cũng cho chính quyền hay là ai cũng không bỏ gia đình anh đâu, tại vì người ta ủng hộ em đi đến đây liền, thành ra gia đình mình á cũng như từ chỗ này á mình sống cho vui vẻ để tri ân cả xã của mình ấy, anh Tám nha. Chị nha, rồi cái đi chị bệnh bây giờ cũng báo với chỗ Duy Sáng với cả đoàn luôn là theo như theo qua cái báo Duy Sáng thì có cái đoàn đến thiện thì trước đó 3 ngày chỗ tôi và đồng chí Điền trưởng an xã có đến gặp gia đình, cũng có làm việc cụ thể, thì gia đình sẽ cam kết là sẽ nói chung là sẽ từ đây trở lên sẽ sống tốt. Rồi. Và trong quá trình này thì với góc độ địa phương thì tôi sẽ giám sát cũng như là cái gì đó thì giúp đỡ thêm. Và giao trực tiếp cho chỗ đồng chí Điền trưởng an xã sẽ. Nhưng mà như bà có già rồi, nói chung cái tâm tuổi rồi tụi em có bỏ đâu, cũng còn tiếc quay quay. Nói chung không có bỏ, tại vì đã quê hương của mình với xã mình rồi. Bây giờ chị em tôi là chỉ mong gia đình sống vui, đoàn kết với địa phương với là ở đây toàn bộ là sống vui sống khỏe đi để gắn em cái tình. Bây giờ tội nghiệp là cái người chủ cột nè, bây giờ là phải chăm sóc cho hai người nè. Còn gì nữa mà sợ bất hòa. Vậy đi tất cả.